là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và nếu như bạn đang bị đau lưng thì chắc chắn nên xem video này, bởi vì trong video này thì Nga sẽ chia sẻ cho bạn một giải pháp sẽ giúp cho bạn cắt các cơn đau lưng vô cùng nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản. Vâng, trước nay thì chúng ta thường suy nghĩ rằng căn bệnh đau lưng là dành cho những người tuổi già, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì chúng ta lại gặp vô cùng nhiều trong lao động, trong cuộc sống, và những người vô cùng trẻ cũng đã bị căn bệnh đau lưng này rồi. Có thể nói căn bệnh đau lưng bây giờ không còn giới hạn tuổi tác nữa. Vì thế nếu như bạn bị căn bệnh đau lưng thì Nga sẽ chia sẻ cho bạn giải pháp, đó chính là sử dụng dầu xoa bóp nóng Shinshin Hàn Quốc. Đây là một trong những sản phẩm mà có thể giúp cho bạn xua tan ngay được các cơn đau vô cùng khó chịu. Bạn chỉ cần thao tác hết sức đơn giản, đó là thoa sản phẩm vào vùng mà chúng ta muốn giảm đau. Ví dụ như bạn đang bị đau lưng thì bạn chỉ cần thoa sản phẩm dầu nóng Shinshin này vào vùng lưng của mình và sau đó xoa bóp nhẹ nhàng, giúp cho dầu có thể thẩm thấu được vào trong vùng đau đó. Trước tiên là nó sẽ cắt cho bạn được cơn đau nhức khó chịu, sau đó dần dần nó sẽ đánh tan được sự khó chịu và thay vào đó sẽ giúp cho bạn có được cảm giác thoải mái và dễ chịu. Vâng, Nga đã nhận được rất nhiều phản hồi của sản phẩm dầu xoa bóp này bởi hiệu quả của nó vô cùng nhanh chóng và tức thì. Đây không những là sản phẩm mà được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, mà gần đây tại Việt Nam chúng ta thì sản phẩm này cũng được rất nhiều người tìm kiếm và sử dụng bởi tác dụng của sản phẩm rất nhanh chóng, và có thể thấy sản phẩm vô cùng nhỏ gọn, thuận tiện, giúp cho bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, đúng không ạ? Ngoài việc mà nó giúp cho bạn có thể giảm được các cơn đau lưng thì đau mỏi vai gáy hay đau cơ khớp, bạn cũng có thể sử dụng được sản phẩm này. Ngoài ra nếu như bạn bị bong gân, bầm tím thì thoa bóp sản phẩm này vào nó cũng sẽ đánh tan các vết bầm tím và giảm ngay cơn đau cho bạn. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng hữu hiệu, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng nếu như bạn bị đau lưng khi dùng sản phẩm này thì Nga tin rằng nó sẽ giúp cho bạn cắt giảm cơn đau rất đơn giản. Vâng, không có lý do gì mà chúng ta bỏ qua sản phẩm này trong tủ thuốc của gia đình mình rồi, đúng không ạ? Và nếu như gia đình bạn đang có người lớn tuổi thì đây là một sản phẩm mà chúng ta nên có sẵn để dự phòng trong gia đình nhà mình. Vì người lớn tuổi thì thường xuyên rất dễ gặp những cơn đau nhức khó chịu trong cơ thể. Và để đặt hàng thì bạn chỉ cần truy cập vào đường link trang web mà Nga đã đặt ngay dưới phần mô tả video này, hoặc có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979149256. Với cam kết chỉ bán sản phẩm chính hãng và mang chất lượng tốt nhất tới tay người tiêu dùng, nên Korea Shop luôn đặt tiêu chí chất lượng là uy tín. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại Korea Shop, bạn sẽ nhận được mọi quyền lợi tốt nhất và những ưu đãi khi bạn trở thành khách hàng thân thiết của Korea Shop 24 giờ. Vâng, cảm ơn bạn đã lắng nghe video, chúc bạn thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.